Good morning. Chúc anh em buổi tối ấm áp nhá. Hiện tại mình đang ở đại học mỏ địa chất Cổ Nhuế, Hà Nội. Buổi sáng khá là yên bình. À, đi đường này à? Được. Nay mình lại thành chú ông vàng đi tìm mật cho đời đây. Thì hôm nay là ngày thứ hai bắt đầu mình chạy bi, không biết xem thế nào, vẫn chưa làm quen được cái ứng dụng này, chưa tìm hiểu hết các chức năng của nó. Trời sắp mưa rồi, mấy nay trời trở lạnh anh em ạ, thì anh em ra đường nhớ mặc áo ấm nhá. Mình đã sang học viện tài chính rồi, đường phố Lê Văn Hiến. Khả năng là đứng tạm đâu nhỉ? Thôi đứng tạm cổng trường. Cổng trường giờ này thì đi học chứ làm gì mà người ta đến để đi đúng không? Thôi kệ. Cứ đứng ở đây đi. Ôi trời ơi. Đây bắt đầu đi học rồi. Thôi tranh thủ ngắm gái vậy. Trời nhé, đi ăn sáng à. Thì thường là tầm 6 rưỡi mình bật ứng dụng ở nhà, nổ mình mới chạy. Nay thì vừa đi trước giới thiệu với anh em, vừa thấy chủ rông luôn. Ôi ông kia đã có khách rồi. Mở cửa rồi, chắc di chuyển thôi. Nè, 15-20 phút đồng hồ về nhà ngồi chơi thôi, ngồi chơi xơi nước. Chợ đã bắt đầu đông vui tấp nập rồi mà mình vẫn đang lang thang ở đây. Đây cái này thì chết đói rồi. Bi với chúng tôi. Ơi trời ơi, về nhà ngồi chơi cho sướng nhỏ, vật vờ ngoài đường làm gì. Chưa có gì cho mày ăn. Ôi trời, tiếng kêu đánh thức mọi con tim. Trời ơi, rồi chuyến xe đầu tiên chúng ta 7:35 thần tiện ngân cái quen đấy. Như hai hôm trước nhỉ. Đấy cua xe nha, em không chơi đúng không? Nhìn thấy quen quen. Thì nghi rồi. Đấy là chỉ đường nha. Lạc lách là nghề của anh. Như xuống vào nha, sao biết đâu mà gọi. Hai bên nhìn này. Okay. Có bé hôm trước đón luôn, trời cũng mà chuyến đầu tiên. Ok, xong chuyến xe đầu tiên 21 kỳ. Đang đâu đây? Cầu Thăng Long à? Đại học y tế công cộng.
là khu ngoài này không khí dễ chịu thật, toàn cây xanh này, không có bụi bặm mấy, đáng sống ấy. Mỗi đội xa nội thành thôi, không khí trong lành như nãy mà nè. Hít một hơi thật sâu là như thật. Lang thang một hồi lại với tài chính, tranh thủ kiếm gì ăn thôi, vừa kiếm được 20 rồi. Một bánh gì ăn nhỉ? Mì một kẹp là 2 cái đấy. Mì gì nào khác thế? Để bụng ăn trưa chứ. Sáng giờ kia nó có 10.000. Lại im rồi, im thông âm rồi. À đây, thì có nhiều nhà thắc mắc là điện thoại mình để đây có rơi không nhá. Thì mình để đây tầm 1 năm rồi, nhưng mà chưa khi nào rơi. Cơ bản là cái điện thoại mình nó to rồi, 6,9 inch cơ. Đây rất to rồi, để đây nó phỏng đây luôn. Thế là khó rơi lắm nhá. À lắp vào đèn sáng đó. Lên nào. Bánh dày giò. Nhỏ nhỏ xinh xinh như rất thật dạ luôn. Ăn không ngon rồi. Học viện tài chính. Đi Trần Quốc Vượng. Thôi cắt đi để dài nữa. Ăn không ngon. Tranh thủ đợi khách mình sớt luôn đường. Anh đi chậm nhá. Ờ. Không thích đi nhanh à? Đi đi. Ơi. Sao? Hôm trước có anh ấy chở em là gần đâm vào họ. Thế á? Kết rồi. Tắt đường rồi. Em đi qua đi mà. Đấy. Xong chuyến xe thứ hai 40k. Chỉ đường của Bi này. Tính vòng kìa. Đây cứ đéo đi thẳng mẹ ở đây đi. Cắt mẹ nó là Sơn Na này. 40.000. Ok. Di chuyển luôn. Đã có chuyến xe thứ 3 26-263 Trần Quốc Vượng. Được chưa em? Nó mang bầu à? Vâng. Mấy tháng rồi? Sang năm sau mới đẻ à? Vâng, sang năm sau. Đã biết trai gái chưa? Trai. Đầu lòng à? Tháng rồi. Xong chuyến thứ 3. Ok. Cú tiếp theo luôn này. Sang cầu bên kia. Ok, di chuyển. Alo. Alo, em đang ở đâu em ơi? Em đang ở đâu? Đó 50 ạ. Ờ, anh đây rồi. À đây. Chuyển lên xe kia rồi. Em sẽ cứ nhầm xe. Tại em hỏi đi nghĩa đồ không, anh đấy bảo đúng rồi. Đi một đoạn rồi sẽ phải không? Anh xin nhá. Tranh thủ ăn nốt cái bánh tẩy giò anh em nhá. À. Đúng lúc vừa ăn xong. Đây, thơm thế. 1 ly 6 Hoàng Quốc Việt.
Vâng. Không, em giao hàng đây chưa? Người chưa? Sang dưới Quảng Hàm chơi thôi. Ờ, đường theo Nam à? Không có đi được không? Run. Con trai của ta đã thoát. Ok, đang thủ đô Hà Nội, chắc nằm cốc trà đá cho mát ruột đã. Cốc trà đá gì ơi? Chua. 118 hến toàn á. Quy tiền chưa? Okay. Ờ đúng rồi em. Em biết đường rồi chứ? Đi thẳng này à? Ờ anh đi. Ok. Hôm nay cái gì? Không được vào à? À em chịu vào. À. Ok, thank you. Starlight. Giờ này đứng viện khả năng là cũng có khách á. 10 giờ rồi. Thế là râm râm rồi ngồi. Cứ ấm mông 376 Trần Cung. À quốc xa này. Đi chụp bọc rồi, lên phố rồi. Ok. Đến giờ nổ rồi. Tranh thủ chạy nhanh để gỡ mấy cuốc sáng. Khả năng áo xanh này rồi. Chuẩn đét luôn. Em chụp bọc đúng không? Đây là em. Đúng không? Đại học Thủy Lợi một ngày trở lại. Ê, lập chốt ở đây thôi. Không có ông nào thế này. Thôi. Hoài niệm tí tuổi thơ vậy. Đã có chuyến xe tiếp theo. Chưa thay hai chùa bọc. Đi đến là Thành. Nhập học đông á. Ờ. Có nhiều máy sinh không? Nhiều chứ. Nhiều. Vừa ra sao không? Đông hết. Hãy đứng lên ngắm máy sinh nào. Chất lượng. Nha. Đó. Hãy đứng lên ngắm máy sinh nào. Đó đây. Cái này chưa sinh à? Đâu. Đấy chút mặt đấy. Áo trắng á? Áo trắng. Hai. Hai áo trắng. Em quen không? Bên này nhá. Bên này luôn gì? Dừng ngay vào luôn. Ok, xin xin. Hai mươi bảy La Thành. Dạ. Đi giao hàng đúng không? Nó có một cái gương nó rơi, nó rớt xuống như lấy nhá. Nhìn ra chưa? Trong tận trong phít. Đã hở rồi. Nhìn vào em. Ôi. Rồi vào nhà nó chỉ cái đôi thôi, đi làm nhé. Vào nhà nó chỉ cái đôi thôi. Thôi đi, chị làm thôi. Vật lộn đóng đồ này. Sao? Wow. Được ạ. 3 phút rồi. Được chưa? Rồi rồi. Cân rồi đấy, chị giữ qua đi.
chụp Zalo gửi cho chị nhá. Người ta ký tên em chụp Zalo gửi cho chị nhá. Vé cổng 5.000 à? Ừ. Vâng. Nhá. Nhớ gửi Zalo chị nhá để xác nhận là nó đấy rồi. Thế giao cho ai chị? À, đấy cứ xe đến K6 cảng Hà Nội. Xe đi Thái Nguyên gửi cho tôi ạ. Vâng. Khách chuyển địa điểm từ Hồng Hà sang cảng Hà Nội trả thêm cho mình đúng 5.000. Hãy cứt mẹ trong cái quãng đường xa hơn này, với lại mình mẹ đợi nửa tiếng hồ trong cái shop của bà ấy dọn đồ này rồi chẳng đồ mẹ đùa đâu nhớ ở sao shop làm ăn lớn như thế mà sụt sệt. Tính ra hơn 7 cây số từ đây thành đi cảng tuyệt vời, đi tuyệt vời đấy, lại đúng là rẻ như cho. Ôi, mẹ đâu nhiều mèo thế này, nhiều mèo cảnh thế này. Chú bán mèo à? Sao nhiều mèo cảnh đấy, nhiều mèo cảnh đấy. Alo, anh xe Thái Nguyên đúng không anh? Vâng, em gửi đi. Cho em gửi thùng cho anh Toản này. Lôn nào? Gửi K6 đi. 300 mét được à? Gửi xe Thái Nguyên đây đúng không? Trong cùng. Đâu nhỉ? Gửi xe Thái Nguyên thôi anh. À cái này là đồ gương xe máy. Tớ 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 bình tĩnh. Ui trời ơi. Ê, cuối cùng đã xong. Được trả thêm 5.000 thì đi mất mẹ tiền vào gửi xe rồi. Thế này là chuyến này công cốc rồi. Cuộc đặt đã sai rồi chứ, thời gian chờ lâu. Không mua được đồng nào. Cắt tiền giảm xe chứ. Mẹ. Nếu không phải chót xăng đồ lên xe rồi chắc là mình quay xe luôn chở chuốc đấy nữa. Kho thì lớn mà làm ăn thì lòm giá lòm giòm ấy. Đúng là khách bi. Sắp trưa rồi, 11:30. Thì tổng kết thu nhập ngày hôm nay 9 chuyến xe. Thu nhập thực tế là 155.000. Tổng là 232.000 trừ phí còn 155.000. 155.000 là 160.000, 160.000 mới thưởng khoảng 25-30.000 nữa. Là gần 200. Gần 200 thì 7:30 chuyến xe đầu tiên, vậy là 4 tiếng là gần 50.000 một tiếng. Sau trải nghiệm ứng dụng Bi ngày thứ hai thì mình đã có được một số nhận xét cũng như là gọi là chung chung rồi đấy. Thì so với thu nhập ấy thì Grab với Bi thì cũng tầm ngang ngang nhau, một tiếng thu nhập khoảng 50.000 trừ chi phí ứng dụng rồi. Nhưng mà so với thời gian chạy ấy thì Bi sẽ phải chạy nhiều số chuyến hơn. Bi này chạy 9 chuyến cơ, bình thường chạy Grab khoảng 5-6 chuyến là được rồi. Để thu nhập Bi được đều ấy thì bạn phải chạy rất là nhiều chuyến, thì thường một ngày khoảng 20-30 chuyến cơ. Còn Grab, trong khi Grab thì gần 15-20 chuyến là có thể là thu nhập ngang với Bi chạy 30 chuyến. Và điều cuối cùng mình muốn nói tới đó chính là khách hàng của Bi thì thường là tham, rất là tham rẻ. Trong khi Grab không bao giờ có nhá, ít khi đó. Grab thì đa số được bo rất là nhiều, trong cái Bi hoàn toàn là đa số là không có. Với lại khách rất là kỳ bo, phải nói một từ là thế, là mình không thích chạy những cái ứng dụng kiểu cày thưởng cày giếc này. Cày thưởng thì thưởng có thì phạt mày có đúng không, còn Grab thì không phải phụ thuộc vào cái vấn đề gì cả, thích chạy là chạy thôi.
không phụ thuộc vào ai thì rất là thoải mái. Bên khách hàng thường là khách hàng đó còn là người có tiền, với lại người ta chú trọng chất lượng, tại vì thương hiệu của Grab nó còn là khẳng định mấy năm rồi, thế nên là dù có đắt hơn một tí nhưng mà người ta đi người ta vẫn thoải mái. Trong cái bi là cũng là chủ yếu là sinh viên học sinh đi thôi, cũng có thể là nhận xét của mình là ban đầu cũng chưa được chuẩn cho lắm, tại vì mình cũng mới tiếp xúc với bi được hai ngày thứ hai, chắc là mình cũng phải trải nghiệm được trải nghiệm thêm vài ngày nữa để có thể cho các bạn cái nhìn khách quan nhất, cũng như là có nên suy nghĩ xem là đăng ký bi để chạy không nhá. Ok, chắc video mình kết thúc ở đây thôi, giờ sẽ tầm trưa rồi, đi ăn uống cái gì không? Đi ăn uống cái gì đã, mẹ này cũng hơi ức chế, mẹ mệt mỏi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Xin chào anh em tất cả anh em. Ok.